Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem VIP Pass mùa này nha. VIP Pass mùa này với chủ đề mùa đám cưới vui vẻ. Một điều đặc biệt ở mùa này là cơ chế mới vé Play Pass đã xuất hiện. Ngoài vé Play thường giá 149k thì game đã thêm vé Play VIP với giá 229k. Khi mua vé Play VIP 229k thì sẽ kích hoạt vé Play mở tức thì cấp 18 và nhận một ảnh profile giới hạn cực xịn. Mình thì mua vé Play thường rồi cày lên cấp 18 thôi chứ mua vé Play VIP tốn tiền lắm. VIP Pass mùa đám cưới vui vẻ này bao gồm một em pet chó Montis đeo hoa, băng đồ cô dâu nở lớn, tóc ngắn xoăn cô dâu, mặt cô dâu tinh nghịch, đầm cưới nơ ngắn, giày cưới Mary Jane's, bó hoa cưới nhỏ và ngoài ra là các đồ nội thất như cổng tiệc cưới ngoài trời, bàn tiệc cưới ngoài trời, bánh cưới và nước trái cây, gấu nơ tiệc cưới, 7.500 tiền sao và 10 kim cương. VIP Pass mình mua rồi để mình mở cho mọi người xem. Mình mua qua Zalo Pay với giá 106.150 đồng và được tặng thêm 15 kim cương đó mọi người. Rồi ok, để mình mở VIP Pass cho mọi người xem nè. Mình mở đến cấp 18 là nhận hết trang phục rồi nè mọi người. Còn đội thất mình kiếm điểm vương miện mở sau. Giờ mình mặc trang phục cô dâu trong VIP Pass cho mọi người xem. Trang phục VIP Pass giống trang phục NPC GONG HYUN mặc đúng không mọi người? Theo mình thấy thì trang phục cô dâu này cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Mọi người thấy trang phục cô dâu này như thế nào bình luận cho mình biết nha. Bó hoa cưới nhỏ được làm bằng những bông hồng tươi và đẹp nhất. Bó hoa này là đồ chơi cầm tay thôi mọi người. Cầm tay vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Còn đây là em pet chó Montis đeo hoa. Em pet đeo nơ, đeo hoa với có khuôn mặt dễ thương. Trong VIP Pass mùa này mình thích mỗi em pet, còn trang phục cô dâu chủ yếu review cho mọi người xem. Vậy là mình đã review xương xương VIP Pass mùa đám cưới vui vẻ cho mọi người xem. Mọi người thấy mùa VIP Pass này như thế nào bình luận cho mình biết nha. Hiện tại thì mình đang 13.59k điểm tiệc trò chơi này mọi người. Một điểm nữa là lên 13.600 điểm rồi. Không biết khi nào mình đạt cột mốc 14.000 điểm. Mọi người hãy đón xem vào các video tiếp theo nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình một đăng ký để mình có động lực cày điểm tiếp nha. Cảm ơn mọi người. Giờ cô dâu GONG HYUN pha kẻ này vô chơi game cuối lên 13.600 điểm cho mọi người xem nè. Let's go. Chúc mọi người xem video vui vẻ.
Thank you.